Mình Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn muốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 5 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày này là ngày canh thân tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Và sau đây mà các bạn muốn xem tử vi 12 con giáp chi tiết chính xác nhất nhé. Ngày canh thân là ngày song hổ buôn ba, lâm quan lộc, tọa tỷ kiên, thực thần, thiên ấn. Còn có ý nghĩa hổ thầm thương ngọc nữ. Tử vi hàng ngày dự báo, hôm nay tuổi hợi, tuổi tí có tài ăn nói. Tuổi thân, tuổi dậu không có quan tinh tre trở nên bẩn hàn. Tuổi mão, tuổi dần có tiền tài. Tuổi ngọ thì có thất sát nên nhiều biến động. Để biết thêm thông tin, sau đây mời quý độc giả cùng tìm hiểu những luận giải chi tiết về tử vi ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp như sau. Tử vi tuổi Tý thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Âm lịch là ngày canh thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Mạng Tý Thủy, nhất trụ canh thân. Thiên can canh kim. Địa chi thân kim. Sự nghiệp bản mệnh cần lưu ý hôm nay, trong quan hệ đồng nghiệp cần tránh hoài nghi, soi mói người khác thì vận trình ngày mới bình an. Bởi bạn đang tỏ ra hướng nội và không hòa hợp với mọi người. Điều này sẽ gây trở ngại cho tuổi tí khi làm việc nhóm, tài lộc mặt tài vận gặp thiên ấn thần sát tử vi hôm nay nói bạn muốn tài lộc thận thì nên đầu tư vào mặt học hành nghiên cứu giúp tăng hiệu suất công việc thì hơn những người làm nghề điều tra thám tử tình báo sẽ có tin vui về tiền bạc tình cảm trong chuyện tình cảm những bạn tuổi tý còn đang độc thân sẽ rất khó xử khi đối mặt với sự theo đuổi của những người quen biết đó có thể là một người bạn học cũ đồng nghiệp cũ mà bạn rất ngại khi mà phải từ chối thẳng thừng và dứt khoát được một phần vì bạn rất sợ làm họ phải chịu thương tổn sức khỏe, mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa. Tập thể dục là một phương pháp rất tốt để điều hòa và loại bỏ chứng mất ngủ. Người tuổi Tý có rất nhiều môn thể thao hàng ngày, chẳng hạn như chạy, chơi đánh cầu, đi bộ, yoga, các bài tập nhẹ nhàng ngay tại nhà đều rất tốt cho việc hỗ trợ giấc ngủ. Đánh giá. Sự nghiệp được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 4 sao. Tài vận được đánh giá là 4 sao. Sức khỏe được đánh giá là 4 sao. Khai vận Số may mắn, 6, 7. Số kiên kỵ, 2, 5, 9. Màu may mắn, màu trắng, màu xám, màu xanh lá cây. Quý nhân, tuổi dần, tuổi mão, người tuổi dậu. Tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi ngọ, tuổi tuất. Giờ cát, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Tử vi tuổi sửu thứ 6, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Âm lịch là ngày canh thân, tháng tân sửu, năm tân sửu, mạng, sửu thổ. Nhất trụ, canh thân. Thiên can, canh kim. Địa chi, thân kim. Sự nghiệp, trong sự nghiệp, bạn tương đối, sĩ diện, thấy đồng nghiệp gặp khó thì lăn xả vào giúp đỡ, nhưng bạn quên mất rằng công việc của chính mình cũng chưa thuận lợi. Tài lộc, do có kiếp tài mang đến một ngày làm việc đầy cạnh tranh và không thể điều hòa. Người tuổi sửu cũng có dấu hiệu chuyện tiền lạc liên quan đến anh em bạn bè, có điểm tranh đấu bất hòa. Người có kiếp tài chủ hao tài tốn của, đề phòng có kẻ tiểu nhân tranh đấu. Tình cảm vì chủ nghĩa cá nhân mạnh mẽ do thiên ấn tọa mạng nên người tuổi Sửu có phương diện tình cảm thì không được thuận lợi mà mang phần cô đơn hưu quạnh. Có lẽ bạn đang quá tập trung vào sự nghiệp của mình mà bỏ quên việc quan tâm đến những người luôn đợi mình ở nhà. Sức khỏe, mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa. Nếu bạn bận vào thời gian hành chính thì có thể bố trí lịch tập thể dục thể thao vào buổi sáng, buổi chiều tối. Mỗi ngày nên vận động ít nhất khoảng 30 phút hoặc hơn tùy vào tính chất của môn thể thao và cường độ tập luyện của bạn như vậy bạn sẽ ngủ ngon hơn và sức khỏe sẽ được cải thiện hơn đánh giá sự nghiệp được đánh giá là hai sao tình cảm được đánh giá là hai sao tài vận được đánh giá là hai sao sức khỏe được đánh giá là hai sao khai vận số may mắn năm chín số kiên kỵ sáu bảy màu may mắn màu đỏ màu nâu sậm màu vàng quý nhân tuổi tỵ tuổi ngọ tuổi mùi tiểu nhân tuổi tý tuổi thân tuổi hợi Giờ cát, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Tử vi tuổi Dần, thứ 6, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Âm lịch là ngày canh thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Mạng dần mộc, nhất trụ canh thân, thiên can canh kim, địa chi thân kim. Về mặt công việc kiếp tài thần nhắc nhở bạn cần chú ý cá tính quá mạnh mẽ khiến cho đôi lúc suy nghĩ của người tuổi Dần trở nên tiêu cực tính tình ương bướng có suy nghĩ riêng nên hay tự cho mình là đúng tài lộc mặt tài vận gặp kiếp tài thần sát ưu điểm giỏi ăn nói có sở trường về các mối quan hệ xã giao sẽ giúp đỡ phần nào mặt tiền bạc của bạn trong hôm nay khả năng tùy cơ ứng biến thích ứng với mọi thay đổi của môi trường khiến cơ hội tiền bạc quay lại khá nhiều tình cảm vận tình cảm của người tuổi dần hôm nay có thiên ấn tỏa mạng khi giao tiếp với người khác giới bạn thường chỉ quan sát sắc mặt đối phương những người này thường chỉ đoán mò thái độ đối phương, lắng nghe dò xét họ nhiều hơn là mở lòng tìm hiểu. Điều này là trở ngại lớn trên con đường tìm kiếm chân ái của bạn. Với người có nửa kia bạn thực tâm sâu bên trong vẫn đang hoài nghi về mối nhân duyên này. Sức khỏe, mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa. Bạn nên tránh ăn quá nhiều thịt cá và thức ăn cay nóng, nhiều chất kích thích. Một bữa ăn tối tốt đủ dinh dưỡng và không quá no, không ăn quá muộn là nguyên tắc giúp người tuổi dần có được giấc ngủ thuận lợi. Đánh giá sự nghiệp được đánh giá là 3 sao. Tình cảm được đánh giá là 3 sao. Tài vận được đánh giá là 5 sao. Sức khỏe được đánh giá là 3 sao. Khai vận. Số may mắn, 9, 3. Số kiên kỵ, 1, 6. Màu may mắn, màu đỏ, màu xanh. Quý nhân, tuổi tỵ tuổi ngọ. Tiểu nhân, tuổi tí, tuổi dậu. Giờ cát, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Tử vi tuổi Mão, thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Âm lịch là ngày canh thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Mạng: Mão Mộc. Nhất trụ: canh thân. Thiên can: canh kim. Địa chi: thân kim. Sự nghiệp, hôm nay người tuổi Mão biết trân trọng các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp nhiều hơn nên nhận được sự quý mến của tất cả mọi người. Bạn không quá chú trọng đến lợi ích cá nhân mà sẵn sàng hy sinh vì lợi ích tập thể, tài lộc, người tuổi mão sẽ gặp sự thay đổi lớn về tài vận, nếu không kiên định thì sẽ có mà thích ứng được. Người trẻ tuổi thì dựa dẫm vào cha mẹ, người thân về tiền bạc. Bản thân thì ngủ quên trong cuộc sống an nhàn, không có ý thức sông pha, tìm kiếm nhiều mối quan hệ làm ăn hơn. Tình cảm, vận tình cảm gặp thiên tài tinh. Chuyện tình cảm người tuổi mão dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì mức bình ổn. Có điều, tình cảm vợ chồng ngày càng có xu hướng phai nhạt, cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp của mình. Sức khỏe, mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa. Thời gian này sau khi ăn trưa người tuổi mão nên ngủ khoảng 10 phút giúp tim có thời gian nghỉ ngơi để cung cấp máu cho cơ thể. Không cần ngủ quá lâu, bạn chỉ cần ngủ 10 phút là đủ, cũng rất tốt cho tim. Đánh giá. Sự nghiệp được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 3 sao. Tài vận được đánh giá là 3 sao. Sức khỏe được đánh giá là 3 sao. Khai vận. Số may mắn, 9, 3. Số kiên kỵ, 6, 7. Màu may mắn, màu đỏ, màu xanh. Quý nhân, tuổi tỵ tuổi ngọ. Tiểu nhân, tuổi tí, tuổi hợi. Giờ cát, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Tử vi tuổi thìn, thứ 6, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Âm lịch là ngày canh thân, tháng tân sửu, năm tân sửu mạng thìn thổ nhất trụ canh thân thiên can canh kim địa chi thân kim sự nghiệp công việc của tuổi thìn hôm nay đang bị đảo lộn ít nhiều góp phần khiến vận trình càng ảm đạm hơn con giáp này cảm thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng trong tâm lý đề phòng có kẻ ném đá giấu tay cố tình cản trở khiến mọi thứ không được suôn sẻ như vốn có tài lộc vận tài chính lâm thai vận thì bắt đầu có biến chuyển rất lớn và thay đổi này hoàn toàn khó đoán biết có thể thành công có thể thất bại công việc có nhiều điều thay đổi, đến giữa ngày thì sẽ bình yên an lạc hơn. Tình cảm, mặt tình cảm gặp kiếp tài tọa mạng. Chuyện tình cảm của người tuổi thìn vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân có thời điểm tưởng chừng đã gặp được người ưng ý nhưng cuối cùng vẫn cô đơn lẻ bóng khi duyên đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, sự hoài nghi, thậm chí có thể xuất hiện tư tưởng ngoài luồng, tìm kiếm sự an ủi từ bên ngoài. Cẩn thận đó chính là nguy cơ khiến gia đình tan vỡ. Sức khỏe, mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa. Hôm nay người tuổi thì nên chăm sóc cho trái tim của mình. Bạn nên thường xuyên thay đổi tư thế ngồi, tránh ngồi hoặc đứng quá lâu trong cùng một tư thế. Đánh giá: sự nghiệp được đánh giá là ba sao, tình cảm được đánh giá là ba sao, tài vận được đánh giá là ba sao, sức khỏe được đánh giá là ba sao. Khai vận: số may mắn 92, số kiên kỵ 16, màu may mắn màu đỏ, màu vàng. Quý nhân tuổi ngọ, tuổi mùi tiểu nhân, tuổi thân, tuổi hợi. Giờ cát, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Tử vi tuổi tỵ thứ 6, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Âm lịch là ngày canh thân, tháng tân sửu, năm tân sửu. Mạng, tỵ hỏa. Nhất trụ, canh thân. Thiên can, canh kim. Địa chi, thân kim. Sự nghiệp, ngày có thần sát xuất hiện thiên ấn, tử vi ngày mới khuyên tuổi tỵ cần thận trọng khi nhận nhiệm vụ xếp giao người tuổi tỵ cần có một cái nhìn đa chiều dự đoán mọi khả năng sai sót có thể xảy ra để hoàn thiện công việc thật chu đáo tài lộc thiên ấn hành khiển mang theo một ngày tài vận nhiều kế hoạch bởi thiên ấn đại diện cho tài năng sức sáng tạo và khả năng lên kế hoạch chi tiết phàm những người tuổi tỵ đều có khả năng về nghệ thuật nên vận kiếm tiền hôm nay khá ngẫu hứng tình cảm về mặt tình cảm con giáp này đang độc thân sẽ có thái độ thoải mái và cởi mở hơn khi được giới thiệu những đối tượng quen biết nhờ sự giúp đỡ của thiên ấn Người tuổi Tỵ sẽ không còn quá phản đối việc tìm bạn đời qua mai mối nữa. Hy vọng rằng cuộc gặp gỡ của bạn và đối phương sẽ diễn ra tốt đẹp và có được kết quả như mong đợi. Sức khỏe, mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa. Theo góc nhìn Đông y, sau đây là những mẹo giúp tuổi Tỵ có thể ngủ ngon hơn mỗi đêm, hãy cố gắng điều chỉnh sớm để nâng cao chất lượng giấc ngủ, toàn thân sẽ khỏe mạnh hơn nhờ việc duy trì giấc ngủ tốt. Đánh giá: Sự nghiệp được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 5 sao. Tài vận được đánh giá là 4 sao. Sức khỏe được đánh giá là 4 sao. Khai vận. Số may mắn, 3, 4. Số kiên kỵ, 6, 7. Màu may mắn, màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh bộ đội. Quý nhân, tuổi mão, tuổi mùi. Tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi thân. Giờ cát, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Tử vi tuổi ngọ, thứ 6, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022 âm lịch là ngày canh thân, tháng tân sửu, năm tân sửu. Mạng, ngọ hỏa. Nhất trụ, canh thân. Thiên can, canh kim. Địa chi, thân kim. Sự nghiệp, về công việc người tuổi ngọ có thiên tài che chở. Bạn sở hữu tính cách ưu điểm dí dỏm, khéo léo giao tiếp khiến bản thân trở thành tâm điểm trong các buổi nói chuyện, họp mặt trong công ty. Tài lộc, người này lâm thai vận ý chỉ sự sống mới bắt đầu vận tài lộc của bạn được ví như đứa trẻ đang bắt đầu hình thành trong bụng mẹ các cơ hội đầu tư sẽ bắt đầu có biến chuyển rất lớn và thay đổi này hoàn toàn khó đoán biết có thể thành công có thể thất bại tình cảm mặt tình cảm gặp kiếp tài tọa mạng gia đạo của con giáp này bất ổn đời sống hôn nhân của cả hai thiếu sự quan tâm chia sẻ đó là nguyên nhân chính khiến vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã tạo cơ hội cho tiểu tam xuất hiện chen chân ở giữa sức khỏe mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa Hãy thử ấn huyệt vị, bằng cách ấn vào trung tâm của lông mày bằng đầu ngón tay hai lần, một lần trong 20 giây. Sau đó đặt bàn chân phải của bạn lên đầu gối trái và nhấn điểm giữa ngón chân cái của bàn chân phải và ngón chân thứ hai bằng bàn tay của bạn. Sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đánh giá. Sự nghiệp được đánh giá là 5 sao. Tài vận được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 3 sao. Sức khỏe được đánh giá là 4 sao. Khai vận số may mắn, 3, năm. Số kiêng kỵ, 19. Màu may mắn, màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh bộ đội. Quý nhân, tuổi dần, tuổi mùi. Tiểu nhân, tuổi tí, tuổi tỵ. Giờ cát, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Tử vi tuổi mùi, thứ 6, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Âm lịch là ngày canh thân, tháng tân sửu, năm tân sửu. Mạng, mùi thổ. Nhất trụ, canh thân thiên can canh kim địa chi thân kim sự nghiệp bạn sẽ phát huy ưu điểm suy nghĩ cẩn mật tư duy nhanh nhẹn và sự tích cực trong công việc năng lực lý giải sáng tạo và ứng biến nhanh sẽ đem tới thuận lợi về công việc tài lộc khi chính ấn tỏa mạng thì để người tuổi mùi tìm đúng con đường tài lộc là tương đối khó thường do chính bạn hay có những suy nghĩ chi tiêu bất ngờ mà không giữ được tiền tình cảm chuyện tình duyên của con giáp này khá thuận lợi trong ngày hôm nay khi gặp chính ấn bạn có sức hút khá lớn với người khác phái, sự nồng ấm và thân thiện của bạn khiến ai cũng muốn lại gần. Người độc thân có nhiều cơ hội làm quen với nhiều người khác giới khác nhau nên hãy chọn đối tượng phù hợp với mình. Sức khỏe, mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa. Người tuổi mùi nên chăm sóc cho tạng tim, bạn nên hạn chế hút thuốc hoặc đến những nơi nhiều khó thuốc lá. Khói thuốc không chỉ nguy hại cho phổi mà nó còn tổn thương rất lớn đến hệ tim mạch. Đánh giá. Sự nghiệp được đánh giá là năm sao. Tình cảm được đánh giá là 5 sao. Tài vận được đánh giá là 3 sao. Sức khỏe được đánh giá là 3 sao. Khai vận. Số may mắn, 9, 2. Số kiên kỵ, 1, 6. Màu may mắn, màu đỏ, màu vàng. Quý nhân, tuổi ngọ, tuổi tỵ tuổi mùi. Tiểu nhân, tuổi tí, tuổi dậu. Giờ cát, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Tử vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022 âm lịch là ngày canh thân tháng tân sửu năm tân sửu mạng thân kim nhất trụ canh thân thiên can canh kim địa chi thân kim sự nghiệp nhờ có cát tinh tre trở nên tuổi thân có thêm động lực để theo đuổi sự nghiệp của mình tuy nhiên vì quá tập trung vào các mục tiêu mà con giáp này không chú ý đến những thứ đang diễn ra xung quanh mình và đó là lý do khiến bản mệnh cảm thấy cô độc hơn tài lộc mặt tài vận có thiên tài tọa mạng vận làm ăn tiền bạc cũng vì vậy mà mất nhiều cơ hội tốt bản thân tự cho mình thanh cao hào sảng về tiền bạc khảng khái gặp gỡ bạn bè từ đó tình trạng mất tiền vặt sẽ xảy ra thường xuyên tình cảm vận tình cảm có thiên ấn tọa mạng nên mang phần cô đơn hiu quanh những người tuổi thân độc thân sẽ cảm thấy vấn đề yêu đương thật phiền phức và gây ra nhiều rắc rối với bạn con giáp này thích sự tự do và không mong muốn phải bị ràng buộc vào những mối quan hệ như vậy sức khỏe, mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa. Thời gian này sau khi ăn trưa người tuổi thân nên ngủ khoảng 10 phút giúp tim có thời gian nghỉ ngơi để cung cấp máu cho cơ thể. Giữa trưa tâm kinh vượng nhất thích hợp để dưỡng tâm, nghỉ ngơi. Đánh giá. Sự nghiệp được đánh giá là ba sao. Tình cảm được đánh giá là ba sao. Tài vận được đánh giá là ba sao. Sức khỏe được đánh giá là ba sao. Khai vận. Số may mắn, 1, 3. Số kiên kỵ, 6, 7. Màu may mắn, màu xanh lam, xanh lá cây. Quý nhân tuổi tí tuổi Mão. Tiểu nhân tuổi thân tuổi dậu. Giờ cát, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Tử vi tuổi dậu thứ 6, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Âm lịch là ngày canh thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Mạng dậu kim, nhất trụ canh thân, thiên can canh kim, địa chi thân kim sự nghiệp sự nghiệp của người này tọa kiếp tài nên bản thân bạn phải biết điều tiết vai trò của mình điều này giúp khẳng định vai trò của người tuổi dậu trong tim và trong con mắt lãnh đạo tài lộc người tuổi dậu có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ theo trường phái anh hùng ý chí cao xa cách đối nhân xử thế rộng lượng chính trực chính điều này khiến bạn tiêu tiền không suy nghĩ tình cảm vận tình cảm có thiên ấn tọa mạng người tuổi dậu rất vượng đào hoa dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, con giáp này dễ dàng gây ấn tượng với người khác nhờ cách nói chuyện hài hước và dễ mến. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, biết đâu bản mệnh sẽ tìm ra được người mình mong chờ. Sức khỏe, mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa. Người tuổi dậu nên chăm sóc cho tạng tim, bạn nên hạn chế hút thuốc hoặc đến những nơi nhiều khó thuốc lá. Khói thuốc không chỉ nguy hại cho phổi mà nó còn tổn thương rất lớn đến hệ tim mạch. Đánh giá sự nghiệp được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 5 sao. Tài vận được đánh giá là 4 sao. Sức khỏe được đánh giá là 3 sao. Khai vận. Số may mắn, 1, 3. Số kiên kỵ, 6, 7. Màu may mắn, màu xanh lam, xanh lá cây. Quý nhân, tuổi tí, tuổi dần. Tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dậu. Giờ cát, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Tử vi tuổi Tất thứ 6, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Âm lịch là ngày canh thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Mạng Tất thổ, nhất trụ canh thân, thiên can canh kim, địa chi thân kim. Sự nghiệp nay có thiên ấn tọa ngày, nếu tuổi Tất gặp phải khó khăn thì sẽ do dự mà không quyết đoán. Tử vi dự báo khuyết điểm của bạn là không chịu đối diện hiện thực. Bạn hãy kết hợp cả trí tưởng tượng bay bổng và tư duy thực tế thì hơn. Tài lộc tử vi ngày mới cho hay, nếu bạn có thể phát huy được sự chăm chỉ vốn có. Tập trung vào công việc thay vì gây thị phi hoặc cố gắng sáng tạo điều gì đó thì vận tiền bạc sẽ thuận lợi. Tình cảm, hôm nay dường như đối phương có quan điểm khác biệt và không thấu hiểu cho cách làm của bạn. Hãy thay đổi suy nghĩ của mình, thử tiếp cận từ một góc độ khác. Tuổi tuất cũng nên bao dung và thoải mái hơn trong tình yêu. Yêu một người không nhất định phải chiếm hữu tất cả người ấy. Yêu đôi khi cũng giống như sự kinh doanh từ nhiều phía thì mới tốt được. Sức khỏe, mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa. Hôm nay bạn cần kiên trì loại bỏ những thói quen ăn uống không tốt, cai đồ có cồn, đồ cay nóng. Người tuổi tất có thể ăn thêm chút hoa quả tươi, rau xanh để hạn chế nguy hại đến họng mình. Đánh giá. Sự nghiệp được đánh giá là 3 sao. Tình cảm được đánh giá là 4 sao. Tài vận được đánh giá là 5 sao. Sức khỏe được đánh giá là 4 sao. Khai vận. Số may mắn, 2, 5. Số kiên kỵ, 1, 6. Màu may mắn, màu đỏ, màu nâu sẫm, màu vàng. Quý nhân tuổi ngọ tuổi mùi. Tiểu nhân tuổi tí tuổi hợi. Giờ cát giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Tử vi tuổi hợi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Âm lịch là ngày canh thân, tháng tân sửu, năm tân sửu. Mạng hợi thủy, nhất trụ canh thân, thiên can canh kim, địa chi thân kim sự nghiệp hôm nay nếu bạn theo nghề liên quan đến mở thưởng sổ số, số casino hay các sự kiện cuộc thi hay các trò chơi may rũi sẽ gặp thuận lợi vì kiếp tài đại diện cho những ngành này và nó mang xu hướng mạo hiểm thì mới thành công tài lộc mặt tài vận gặp thiên ấn thần sát bởi vì bản thân có tài hoa sáng tạo độc đáo nên thường tự đánh giá mình quá cao gây phản cảm đến mọi người xung quanh nên sẽ hạn chế về các cơ hội kiếm tiền trong hôm nay tình cảm vận tình cảm có thiên ấn tọa mạng mặt tình cảm người tuổi hợi sống khá hướng nội bản mệnh không dành nhiều thời gian cho đối phương. Cuộc sống bận rộn khiến bạn đôi khi trở nên vô tâm, không đủ tinh tế để theo từng niềm vui nỗi buồn của người ấy. Điều này khiến cho quan hệ của cả hai càng ngày càng trở nên xa cách. Sức khỏe, mặt sức khỏe thay đổi kim vượng sinh thủy mà khắc hỏa. Hãy nghe một số loại nhạc có giai điệu, tiết tấu chuyển động chậm. Điều này sẽ cho phép cơ thể nhanh chóng bước vào giai đoạn yên tĩnh, do đó, âm thanh trong cơ thể sẽ được tăng cường và chất lượng giấc ngủ sẽ tự nhiên được cải thiện. Đánh giá sự nghiệp được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 4 sao. Tài vận được đánh giá là 3 sao. Sức khỏe được đánh giá là 3 sao. Khai vận. Số may mắn, 6, 7. Số kiên kỵ, 2, 5. Màu may mắn, màu trắng, màu xám, màu xanh lá cây. Quý nhân, tuổi dần, tuổi thân. Tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất. Giờ cát, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại